Sáng ngày 27 tháng 11, ông Đinh Nho Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Đức, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, bộ đội công binh đã di rời được quả bom phát hiện trong vườn một hộ dân trên địa bàn. Sáng ngày 26 tháng 11, anh Hiếu ở xóm Xuân Hương phát hiện một quả bom dài 1,5m trong đất vườn nhà nên đã báo tin lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin người dân đào trong vườn phát hiện quả bom, chúng tôi đã báo cáo lên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Chúng tôi đã yêu cầu những hộ dân gần đó di rời ra khỏi bán kính quả bom 200m, ông Tài nói. Đây là quả bom thời chiến tranh còn sót lại. Hiện quả bom đã được lực lượng quân sự đưa lên khu rừng núi ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An để xử lý tiêu hủy. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.